chào các bạn. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, tương đối đặc biệt thôi, tại vì là ở bên Pháp này mình có tham gia một cái dàn hợp xướng của Việt Nam. Thì dàn hợp xướng hôm nay sẽ hát ở trong một cái nhà thờ tên là nhà thờ Madeleine, rất là đẹp ở Pháp. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Bây giờ mình đang đi sắp đến nơi rồi. Mình sẽ quay cho các bạn xem cái lối vào nhà thờ nhá. Đây là cái nhà thờ. Nó rất là to. Đây nhà thờ, nhìn bên ngoài đây. Đẹp không các bạn? Đây là cái nhà thờ nhá. Bây giờ mình sẽ đi vào trong này và lát nữa bọn mình sẽ thay áo dài trắng mặc và sẽ hát ở trong này. Đây, nhà thờ đây. Rất là to. Các bạn thấy cầu thang cũng rất là to. Những cái cột này là chắc phải 5 người ôm thì mới lên được. Bây giờ mình sẽ đi vào trong cửa này. Merci. Merci. Đây là bên trong nhà thờ, không được. Mình không thể nói to được. Mình sẽ không thể nói. Các bạn chỉ xem thôi nhé. Đây là bên trong nhà thờ nha các bạn nhé. Nhưng mà mình phải đi tìm cái dàn hợp xướng của mình hát ở đâu. Bây giờ mình sẽ đi một vòng để cho các bạn xem nhà thờ. Đây, cột đây, mái nhà. Đây là sân khấu. Sân khấu chính lát nữa là sẽ biểu diễn ở chỗ này. Đây là đàn piano. Tí nữa bọn mình sẽ hát ở đây. Đẹp không? Rất rất là đẹp, các cái tranh vẽ ở trên trần rất là chi tiết. Đây là bên hai bên. Rất tí nữa tất cả mọi người sẽ ngồi đây xem hát này. Đấy, bây giờ thì đây là nhà thờ. Các bạn thấy có đẹp không? Bây giờ thì mình sẽ đi vào để thay quần áo, sẽ mặc áo dài trắng và tí nữa sẽ hát. Chắc là thay áo dài xong thì mình sẽ không có thể nào mà quay phim được nữa, tại vì lúc đấy mọi người sẽ đi đến và ngồi nên là mình không nói được. Mình sẽ cho các bạn xem một cái khúc mà bọn mình hát, lát nữa sẽ hát ở trên này và mình sẽ cho các bạn xem nhá. Sẽ đăng lên một phần của cái bài mà bọn mình hát. Bọn mình sẽ hát hai bài tên đều có tên là bài Đất Nước và sẽ hát ở trên sân khấu này. Yeah.
tôi nhờ đi.